Acer Gaming Nitro V16 Pro Panel ANV1641R7N là một phiên bản laptop gaming Nitro V mà Acer đã mang đến cho các gamer trong năm 2024. Và chiếc laptop này có điều gì đặc biệt mà các anh em game thủ này cũng như là các bạn sinh viên lựa chọn cho 4 hoặc là 6 năm đại học của mình nhiều đến như vậy? Thì các bạn hãy xem hết video này nhé. Còn bây giờ xin chào mọi người đã quay trở lại với Hicom. Acer Nitro V16 Pro Panel này gây ấn tượng với cái nhìn đầu tiên với logo ánh kim sang trọng này, ngoại hình và thiết kế chắc chắn và cực kỳ cứng cáp. Và ngoài ra thì chiếc laptop này còn có đầy đủ tất cả các cổng như là DisplayPort này, HDMI và USB-A và nhiều hơn thế nữa. ANV16 là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh gaming Nitro và màn hình đẹp mắt lên tới 16 inch, Full HD cộng và tần số quét lên tới 165Hz. Và điều đặc biệt hơn là ở chiếc màn hình này là có độ chuẩn màu lên tới 100% sRGB, sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm như là đắm chìm vào những cái tựa game mà chúng ta đang chơi. Và chiếc laptop gaming 16 inch này được trang bị CPU AMD Ryzen 7 8845HS mới nhất với bộ vi xử lý đó là AI chuyên dụng và cùng card đồ họa RTX 3050 6GB và RAM DDR5 siêu tốc. Và ngoài ra thì Acer Gaming Nitro V16 Pro Panel này còn được sở hữu khả năng nâng cấp cực kỳ tốt, đem lại hiệu năng tối đa trong thời gian lâu dài khi chúng ta sử dụng, đó là hai khe cắm RAM chuẩn DDR5 với khả năng nâng cấp tối đa lên tới 64GB 5600MHz và hai khe cắm ổ cứng, đó là hai khe SSD M2 và cho phép nâng cấp tối đa lên 4TB SSD Gen 4 16GB trên dây NVMe. Và nhìn chung đây là sự kết hợp hoàn hảo cũng như là một sự lựa chọn tốt nhất cho các anh em game thủ này render video hay là thiết kế đồ họa. Và với hệ thống tản nhiệt với hai quạt cực kỳ lớn hơn 8000 rpm và cùng với đó là 4 khe tản nhiệt đây 1, 2, 3 và 4 sẽ giúp cho chiếc laptop của chúng ta tối ưu hóa hiệu năng khi mà chơi game trong một thời gian dài mà không dẫn đến tình trạng nóng hay là giật lag. Chúng ta còn được trải nghiệm âm thanh cực kỳ sống động với DTS:X Ultra Audio và nâng cấp chất lượng cuộc gọi cùng công nghệ giảm tiếng ồn AI Purify View và AI Purify Voice 2.0 lên tới 3 mic và được hỗ trợ công nghệ AI. Và in-game overlay chúng ta còn cực quan hóa hơn với hệ thống performance của máy với thông số FPS này, CPU này, GPU và tốc độ quạt và nhiều hơn thế nữa được hiển thị ngay trong phần game chúng ta đang chơi. Và laptop của mình đúng không mọi người, cho nên là phải theo luật của mình là chúng ta sẽ thỏa sức chơi theo cách riêng của mình bằng các ứng dụng tiện ích, đó là RetroSense, và ứng dụng quản lý độc quyền này cho phép gamer thỏa thích tinh chỉnh mọi thiết lập cần thiết phù hợp với phong cách riêng của mình, và từ chỉnh tốc độ quạt này, ánh sáng đèn LED bằng phím cho đến là kiểm soát tình trạng của máy, đem đến hiệu năng tối đa mà vẫn đảm bảo laptop luôn mát mẻ và hiệu năng ổn định. Đây, rồi và bây giờ là khá là lâu rồi, cho nên là bây giờ Minh Phong sẽ thấy là FPS cũng đang giữ trong cái mức ổn định, đó là từ 115 cho đến là 135 FPS. Đấy, mượt mà luôn. Do mình đang quay màn hình cho nên là nó có hơi bị giảm FPS một xíu, nhưng mà cũng không đáng kể đâu mọi người ạ. Nhìn chung là cái chiếc laptop này với FPS cao này, rồi con chip mạnh, đấy, card đồ họa tốt, cho nên là khi mà chúng ta chơi game này trong một thời gian dài thì nó sẽ không dẫn đến tình trạng nóng máy đâu. Cùng với đó là kết hợp với cái quạt tản nhiệt hai quạt. Ôi, đấy mọi người thấy này, cái đường đàn cái thứ này rất là rõ nét. Sau phần trải nghiệm game rồi thì các bạn cũng đã thấy rồi đấy, chiếc màn của chiếc laptop này cực kỳ chất lượng luôn. Thì tại vì sao chất lượng? Thì tại vì nó sở hữu là tốc độ quét này lên tới 165Hz này, cùng với đó là tốc độ phản hồi là 3ms và độ chuẩn màu là 100% sRGB, sẽ mang đến cho chúng ta những cái độ chuẩn màu tốt nhất khi mà thiết kế đồ họa. Và ngoài ra thì tỷ lệ cái màn này là 16:10, đấy, một cái tỷ lệ cực kỳ rộng lớn để cho các anh em game thủ này cũng như là các bạn render video hay là các bạn thiết kế đồ họa mang đến cái không gian làm việc rộng lớn hơn. Và ngoài ra là khi chúng ta chơi game thì cái hệ thống tản nhiệt như chúng ta đã xem ở đầu video á, là hai quạt cực kỳ mạnh như thế này sẽ mang đến cái hiệu năng làm việc tốt. Và khi chúng ta chơi những cái tựa game như là EA Sports này, Valorant thì nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 65 độ C, và chơi cái tựa game mạnh hơn một xíu đó là AAA thì nhiệt độ đó là 70 độ C.
Và một điều đặc biệt nữa mà Minh Phong phải nhắc đến, đó là không chỉ các bạn đang theo dõi video đâu, mà chúng ta nên chọn cái chiếc laptop này. Tại vì sao? Chúng ta sẽ nhận được cái ưu đãi bảo hành cực kỳ chất lượng luôn, đó là 3S 1 VIP đến từ nhà Acer. Tại vì sao? Khi mà chúng ta mang máy đi bảo hành đúng không, nếu mà quá thời gian bảo hành đó là 3 ngày thì chúng ta sẽ được một đổi một máy mới luôn. Và Acer cam kết với người dùng đó là đổi máy nhanh cho người dùng để có trải nghiệm tốt nhất. Và như thế vẫn chưa hết đâu, với những vị khách hàng khi mà tham gia sự kiện Back to School 2024 đến từ Acer diễn ra từ ngày 17 tháng 7 2024 đến hết ngày 31 tháng 10 2024, sẽ có cơ hội nhận được những phần quà cực kỳ hấp dẫn khi mua các sản phẩm Predator Helios, Predator Helios Neo này, Gaming Nitro V, Swift Go 14, Swift Beat sẽ được đăng ký thông tin để nhận ngay những phần quà tặng, bao gồm một thẻ nạp game Vinagame 500.000 đồng hoặc một thẻ mua sắm trị giá God X 200.000 đồng và cùng cơ hội trúng vali Acer Predator trị giá 8 triệu đồng. Và quà tặng đặc biệt dành cho 4 vị khách hàng đăng ký may mắn nhất, thông tin hợp lệ sớm nhất vào mỗi thứ hai hàng tuần. Nhìn chung đây là một chiếc laptop đáng sở hữu về cho chúng ta trong cái quá trình edit video, render video, học tập hay là chơi game. Cho nên là các bạn nhanh chóng sở hữu ngay chiếc laptop này nhé. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom.